chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái event được gọi là event tặng nhận Tarantula ha anh em. Chúng ta vào video thôi nào. Down south, hood baby, hood baby, make all the girls go crazy. Go, go, go stupid, she was smart like an A-plus student. Up, down, right, down, looking for your love right now. La, 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 up, down, all around, turn my stomach upside down. La, la, la. Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình thấy đó là cái kênh YouTube của mình nó cũng đã gần được 1.000 subscribe rồi. Nhưng cái sự tương tác qua lại á, giữa anh em chúng ta trong cái kênh YouTube này thì thực sự thì nó còn khá là ít. Cho nên á, thì ngày hôm nay thì những cái cơ hội này là mình hiện tại là mình đang có giao lưu một con nhện Wainy Tarantula. Anh em mà có xem kênh YouTube của mình em sẽ thấy rồi đó, với một con Batman của Mộng Anh trên Biên Hòa. Nhưng mà vì một số lý do cho nên ngày hôm nay thì anh em mình không có giao lưu được với nhau. Và cho nên mình làm video này chính là vì cái lý do đó. Ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái event, tạo một cái event là tặng con Wainy Tarantula này cho bất kỳ anh em nào xem kênh YouTube này của mình mà đã từng subscribe kênh của mình, đã từng theo dõi kênh của mình rồi đó. Thì mình sẽ để một cái link video ở... À không, không phải cái link video mà làm cái link Facebook của mình ở dưới phần mô tả. Anh em cứ bấm vào cái phần mô tả đó, anh em sẽ vào được cái trang cá nhân của mình. Hiện tại là mình nói trước trong cái video này cho anh em biết nha. Bé nhện này thì đã khá là lâu rồi mình chưa có chơi, cho nên con nhện này nó sẽ rất là hung dữ. Cho nên khi anh em về, anh em từng thấy những cái video mà mình đã từng handle con nhện trên tay rồi đó, thì về nhà anh em chúng ta nhớ là chơi lại nó khoảng chừng một thời gian tầm 2 đến 3 tuần gì đó, anh em thấy ok rồi thì anh em chúng ta mới handle con nhện lại, chứ không phải là mình ship cho anh em muốn handle là handle nha. Con nhện nó sẽ cắn anh em bất kỳ lúc nào đó. Nói chung thì con nhện này hiện tại nó đang khá là hung dữ. Về nhà với anh em một thời gian, anh em quen nó rồi, anh em chúng ta mới có thể là tương tác được với nó. Và hiện tại thì cái thời gian làm việc của mình đôi khi nó cũng khá là lu bu. Có khi là bữa này mình ở nhà, có khi là bữa nay thì mình phải tới cơ quan mình làm một cái những vấn đề đó. Nói chung là cũng rất là nhiều. Và hiện tại thì đang trong là một cái mùa khó khăn, cho nên cũng chưa có xin được nghỉ phép. Vì thế nên khi mà mình ship con nhện này thì mình nói trước với anh em nha, là mình chưa biết khi nào mình sẽ ship được. Tức là có thể là bữa nay anh em trúng cái event đó, và thứ hai thì có thể là tầm thứ bảy chủ nhật mình mới có thể đi ship được, hoặc đôi khi sớm hơn là từ thứ tư thứ năm. Nhưng cái chuyện đó thì anh em chúng ta đã trúng event đi, và lúc đó chúng ta mới có thể là biết được là khi nào chúng ta nhận giải ha. Thì cái chuyện đó sẽ là chuyện giữa anh em chúng ta bàn bạc với nhau. Bây giờ đây là cái hộp mà mình sẽ ship cho anh em ha. Và bên trong cái hộp này thì mình sẽ có để mụn dừa cho anh em luôn, nhưng mà đây là mụn dừa thô mình chưa có lọc nha. Thì anh em chúng ta phải đem về chúng ta lọc lại thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Nhưng mà với cái số lượng này mình đem theo, anh em có thể là thay lót nền cho con nhện từ 2 đến 3 lần đó. Và đây là bé nhện mà mình sẽ gói lại và mình để cho anh em. Thì nếu như anh em nào chúng ta trúng event thì mình sẽ để đây mình ship cho anh em. Và tiền ship với con nhện này thì mình sẽ trả luôn. Anh em chỉ cần chúng ta là nhận bé nhện, quay video lại review cho mình xem là con nhện nó có còn hiện tại nó có sức khỏe ổn định hay không thôi ha. Thì mình nói trước với anh em như thế này, đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình gửi pet đi xa, và theo cái đường được gọi là ship code như thế này. Thì nếu như anh em nào có nhận được con nhện nó có tình trạng sức khỏe không ổn định, tình trạng sức khỏe của nó kém, thì sau này những cái đợt event theo nhất định mình sẽ nhớ tới anh em, và anh em sẽ được nhiều cái ưu đãi hơn khi mà anh em tham gia cho event đó ha. Và cái thức tham gia thì mình xin để dưới phần mô tả của video ha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc, cũng như là sớm một bé nhện về nhà chúng ta có thể nuôi ha anh em.